Dekuma, một sản phẩm dành riêng cho da mụn. Dekuma, hết mụn viêm, hết thâm sẹo. Ôi, làm cái gì mà cổng làm gì? Em nói không có sao mà. Hai đứa bay đóng phim Hàn Quốc á hả? Cô ấy bị trật chân á ba, có cổng về mà cứ la hoài vậy nè. Dạ. Đó nó không sao mà cứ làm quá lên à. Không sao sao được mà không sao, có chân em đỏ hết kìa. Ủa, cô bị thương hả cô? Nè, vô lấy giùm cô cái túi đá để chườm nha. Dạ. Mà sao bị vậy? Con bị bong gân. Hồi nãy con dạy thể dục cho tụi nhỏ, tự nhiên cái bị nè. Trời ơi, cái này là phải đi bệnh viện khám con. Con có nói rồi mà cô ấy có chịu nghe đâu. Không sao đâu mà ba. Không sao gì, dòm là biết nặng rồi. Gọi điện cho thằng sĩ liền. Dạ, để con gọi. Thôi, đừng có gọi nó anh. Thôi thôi, cái gì mà thôi. Gọi điện cho nó liền, để nó xong việc nó chỉ, nó khám cho chị nó. Dạ, để con gọi. Không có gọi nó đang bận lắm. Vậy thôi, khỏi gọi. Ơ cái thằng này, bây giờ mày nghe tao hay nghe vợ mày? Dạ, vậy để con gọi. Em nó không gọi là không gọi mà. Vậy giờ cuộc gọi hay không gọi ba? Vợ mày muốn gọi gì mày gọi. Vợ con, vậy để con tự xử luôn. Đi, lên phòng. Làm gì vậy? Anh băng cho em. Trời ơi, em đợi thằng sĩ vậy mới băng. Anh băng không được thôi, đợi nó về. Đợi nó về mà. Không, để... À, đau quá. Em mới nhấn nhẹ thôi chị đau rồi hả? Vậy là không ổn rồi. Chị phải đi bệnh viện khám liền. Hả? Trời ơi, có khi nào chị bị gãy xương không ta? Cái này em không biết, phải đi chụp phim mới biết được. Sao mà phiền phức quá vậy? Phiền phức chị cũng phải đi, lỡ bị đứt gân hay là nứt xương hay gãy xương gì sao? Anh cũng đồng ý với ý kiến của cậu ba. Dạ. Phải đi bệnh viện thi. Mà chị nè, chị làm cái gì mà ra nông nỗi này dữ vậy? Hồi sáng nay chị chơi đá banh với mấy đứa học sinh, không cẩn thận cho nên mới bị đau nè. Chắc là ham quá chứ gì. Đàn bà con gái gì mà không ý tứ gì hết trơn. Chị cảm thấy ổn chưa? Ôi à, khổ. Xin lỗi, à, kiếm em đụng vô cái chân chi. Đau quá mà ai mà chịu nổi. Trời ơi, đá hoàng ổn à. Xin lỗi. Con gái nữa mà vậy đó. Cái chân ra đau mà đá vậy. Không đau thì đá cái nào nữa. Chắc rụng phổi người ta quá. Xin lỗi mà. Đưa cho em. Cậu à. Dạ. Băng xong qua kiểm tra lồng ngực giùm tôi nha. Tê quá. Được rồi, sẵn tiện đưa anh vô chụp phim luôn. Nếu được vậy tốt. Dạ. Đó. Chị đã bị vậy rồi còn hung dữ quá. Biết rồi. Ông ơi, ông nhấc cái chân lên cho con lao nha. Nó thì quá đáng, có cái mùi gì đâu. Trời ơi, tao đã lùa ra ngoài rồi mày còn lùa vô tao nữa. Vậy đó. Thưa ba con đi làm. Khoan, chờ chút đi, rồi chở chị con lên bệnh viện khám luôn. Bây giờ khám ở bệnh viện con không tiện đâu ba. Mắc mớ gì không tiện. Con sẽ không làm ở chỗ đó nữa. Hả? Con sẽ không làm ở chỗ đó nữa. Anh hai đưa chị hai đi bệnh viện đi nha. Ba, nó mới nói gì vậy? Nó nói nó sẽ không làm bệnh viện đó nữa. Đi làm chỗ khác đó. Cũng may là chị không bị gãy xương. Vậy thì tốt quá. Nè, chị nhớ hồi nào á em còn nhỏ xíu à. Vậy mà bây giờ em trở thành bác sĩ rồi. Em giỏi thiệt á. Tại chị không biết á chứ, em còn sắp có con nữa đó. Cái gì? Em nói thiệt á hả? Dạ. Chị chúc mừng nha. Dạ. À, mà Hải nè. Dạ. Em có biết chuyện của thằng sĩ dạo gần đây không? Nó đang gặp rắc rối gì vậy? Em thì chỉ nghe ngóng được ngoài luồng thôi à. Sĩ rất được lòng của bác sĩ trưởng khoa, cho nên đề án này của cậu ấy cũng được mấy ủng hộ. Chính vì sự ghen tị, cho nên có một bác sĩ cấp trên tên là Vương Khang luôn tìm mọi cách để hạ uy tín của sĩ xuống. Anh biết có một chỗ bắp bò ngon lắm, hay là mình ghé ra ăn nha. Bực mình quá đi mà. Nếu không mình cũng ăn thì thôi. Chị đang muốn nói chuyện với em nè. Chị làm gì vô phòng không có cửa vậy? Cái thằng này, có biết là chị chờ lâu lắm rồi không hả? Tại sao xin nghỉ làm mà không nói cho chị nghe hả? Thì em xin nghỉ, thì em xin nghỉ thôi. Nè, cái thằng này. Chị. Em đang nói chuyện với chị hai em đó. Tại sao lại nghỉ làm hả? Trời ơi, chị ơi, mình xin nghỉ, mình thích làm nữa, mình kiếm chỗ khác mình làm. Đi làm mà thích thì nghỉ. Em hay quá ha.
Em có biết là cái chỗ đó khó xin vô lắm không? Trưởng khoa người ta thích em nữa, nghỉ làm xong là làm ở đâu chứ? Em lớn rồi, em biết tự lo cho bản thân mình. Buông ra. Không buông. Em nghẹt thở quá nè. Không buông. Thôi mà, đừng có uống nữa được không? Em cũng đã làm hết sức mình rồi, có gì đâu phải buồn chứ. Bệnh viện mới gọi điện thoại cho em kìa. Em tính ở nhà hoài hả? Uống hoài thì có giải quyết được gì đâu chứ. Chị đá em một cái đi chị. Cái gì? Chị đá em một cái thiệt mạnh đi chị. Đá mạnh vô, biết đâu nhờ cú đá của chị em tỉnh ra. Thôi mà, chị cứ đá đi chị. Chị đá vô đây nè. Sao? Có cần chị đá thêm một cái nữa không? Không cần. Em tỉnh rồi chị ơi. Buông em ra. Không buông. Em nhịp thử quá. Bây giờ em có nghe lời chị hay không hả? Được rồi, để em suy nghĩ lại. Buông ra. Buông em ra. Chị không cần biết em nghĩ như thế nào. Em mà nghĩ làm là em chết với chị đó, nghe chưa? Chị ơi, em hơn 30 tuổi rồi, em lớn rồi, chuyện của em tự giải quyết đi. Tóm lại là em vẫn muốn xin nghỉ việc đúng không? Cái thằng này chắc đá em một cái quá à. Em làm gì vậy? Chị mới tới đó. Chị tôi mới tới hả? Gặp ai vậy? Hình như là tôi gặp bác sĩ Khang. Trời ơi, để chị mà gặp bác sĩ Khang á là nguy hiểm lắm á nha. Mà sao chị không biết chuyện đó vậy? Nãy giờ mình nói chuyện với ai vậy trời? Dạ, chắc là thằng tiến sĩ nó làm gì cho bác sĩ không được vui đúng không? Bác sĩ thông cảm nha. Từ nhỏ tới lớn á, thằng sĩ nhà tôi nó được nuông chiều quá, thành ra có nhiều chuyện nó không hiểu cho lắm. Mong bác sĩ thông cảm cho. Chị đến đây đòi gặp tôi cho bằng được, chị để nói chuyện này thôi sao? À, bác sĩ à, bác sĩ. Tại vì thằng tiến sĩ nhà tôi nó muốn xin nghỉ việc. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng mong bác sĩ bỏ qua và thông cảm cho nó nha. Chị đừng có nói nữa. Tôi không phải là cô nuôi dạy trẻ. Dạ. Bác sĩ tiến sĩ không phải là con nít, và cũng không phải là học sinh mới lớn. Cậu ấy nghỉ việc là chuyện của cậu ấy, không liên quan tới tôi. À, bác sĩ à, mong là bác sĩ thông cảm. Em tôi nó còn non nớt quá, bác sĩ bỏ qua cho nó nha. Chị, chị tới đây làm gì vậy? À, dạ xin lỗi anh. Bác sĩ Sĩ, bộ cậu tưởng tôi rảnh lắm hả? Sao để vú em tới làm phiền tôi vậy? Bác sĩ à. Chị. Bác sĩ. Chị. Cái gì vậy, để cho chị nói coi. Chị làm cái trò gì hả? Chị có bị điên không? Mà ai nói cho chị biết chuyện này vậy? Ai nói thì sao chứ, chị là chị của em mà, chị phải giúp cho em chứ. Chị thôi đi, em lớn rồi, chuyện của em biết tự giải quyết. Đừng xen chuyện của em, đừng coi em như đứa con nít. Đối với chị thì lúc nào em cũng chỉ là một đứa con nít. Chị đi về giùm em đi. Đi về lẹ. Chị đi về lẹ đi. Sao không vậy? Cái thằng này, em sao vậy hả? Dặn bao nhiêu lần rồi, đi băng qua đường mà cứ đọc sách hoài lỡ gây tai nạn rồi làm sao? Chứ chị có sao không vậy? Em đã gặp tên bác sĩ đó chưa? Rồi, em chưa bao giờ thấy người nào nói chuyện bất lịch sự như hắn á. Nếu không vì thằng sĩ, em sẽ cho hắn một trận. Rồi giờ em tính làm sao? Thì phải xuống nước với hắn thôi, nhún nhường hắn chứ biết làm sao bây giờ. Em đang ở dưới hầm để xe nè. Em đợi hắn ra để đưa cho hắn món quà. Em không dám đưa trong bệnh viện, mất công hắn thấy kỳ lắm. Vậy em có cần anh tới phụ em không? Thôi, không cần đâu.
Ê, hắn ra rồi kìa, em cúp máy nha. Anh Khang, tài liệu ngày mai đã chuẩn bị xong chưa? Dạ, xong rồi nè. Cậu gọi như vậy mà là xong hả? Chiều nay phải làm xong cho tôi. Dạ, anh biết rồi. Nếu bác sĩ mà ăn hiếp em tôi thêm một lần nữa, coi chừng cái mũi của bác sĩ lúng vô trong đó. Đi về với chị. Dạ, em còn nhiều việc phải làm. Chị nhớ kiếm cái gì ăn đó. Dạ. Tới giờ rồi, mẹ ăn cơm con. Đi về nha, ngoan rồi sao mẹ cho chơi nha. Bố ơi, về con. Chiều con về lại lên vậy ăn cơm. Được. Thôi mà, đừng có giận chị nữa. Tại chị đón trễ đúng không? Xin lỗi em nha, chị mắc đi thi đấu cho nên chị không có đón em sớm được. Chị hai, từ lớp chơi nó cứ ăn hiếp em hoài à. Thiệt hả? Đứa nào mà gan quá vậy, dám ăn hiếp em của chị nữa. Em nói đi, là đứa nào? Chị hai sẽ cho mỗi đứa một trận á. Ủa, mà chị làm gì tụi nó? Em quên rồi hả? Chị của em rất là giỏi võ. Ngày mai chị sẽ cho mỗi đứa một đá. Trời. Chịu không? Dạ. Đi về.